Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với sân vận động Hà Hải Hải Dương để chúng ta theo dõi trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ sim số đẹp Liên Quân tỉnh Hải Dương và các cầu thủ sim số đẹp thành phố Hải Dương. Và chuyển bóng cho Khoa Đăng và một pha chọc khe cho Linh Hải Dương. Vẫn là các cầu thủ Liên Quân. Quý vị và các bạn thân mến, đó là pha ra chân bằng chân trái của Khoa Đăng. Vâng ạ, Khoa Đăng cũng là một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của giải doanh nghiệp trẻ Hải Dương năm 2020 là 86. Đây cũng chính là năm sinh của anh. Linh Hải Dương. Linh Hải Dương. Vâng ạ, trưa nay mới có 7 chén rượu đầy mà đã choáng rồi. Khoa Đăng. Vâng ạ, hàng rào rung lên nhưng lưới chưa rung. Chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Liên Quân. Quang Huy. Khoa Đăng. Và chọc khe cho Linh Hải Dương. Vâng ạ, pha dứt điểm cuối cùng thì Linh Hải Dương đã không có một vị trí thuận lợi để đưa ra cú đánh đầu. Rất tiếc cho các thủ Liên Quân. Khoa Đăng. Đường chuyền cho Đình Linh. Căng ngang. Huy hiệu. Chút xíu nữa thôi thì Linh Hải Dương có pha ghi bàn bằng mặt. Vâng ạ, à, pha bóng chạm tay mỗi tí mà trọng tài cũng thổi. Như vậy là một quả đá penalty cho các cầu thủ thành phố Hải Dương là Hùng Nam và Minh Ami. Dứt điểm. Vâng ạ, à, vậy là Hùng Nam đã chiến thắng Hưng Hải Dương 1-0. 1-0, đã nhìn thấy 3 em rót bia, còn 2 em nữa thôi. Một không cho các cầu thủ thành phố Hải Dương. Đây là một trong những một trận đấu để các anh em khởi động trước khi chúng ta bước vào trận tiếp theo. Nguy hiểm. Linh Hải Dương. Vâng ạ, à, trong tình huống đối mặt vừa rồi thì Linh đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Liên Quân. Khoa Đăng. Quả đá phạt của các cầu thủ Liên Quân. Khoa Đăng và Linh Hải Dương. Ghi bàn. Và bấm mũi vô cùng sắc bén của Khoa Đăng nhưng rất tiếc là bóng đã đi chơi cột dọc. Chưa có bàn thắng cho các thủ Liên Quân. Quân về theo. Nguy hiểm. Và dứt điểm cuối cùng thì Cường Lèo đã để bóng đi không thực sự là xuất sắc. Linh Hải Dương. Nguy hiểm. Một đều. Và ghi bàn của Sơn Hải Dương. Sơn Hải Dương tâm sự là em say lắm rồi nhưng mà đây mới là võ say. Ngày hôm nay thì buổi trưa thì Hùng Nam đã dùng kế để chút say cho Sơn Hải Dương nhưng không ngăn cản được mũi tấn công số 1. Lâm Voi. Vậy là kế hoạch của Hùng Nam đã đổ bể. 7 chén rượu không ăn thua. 2-1 cho các cầu thủ Liên Quân. Một pha dứt điểm không ai tưởng. Và trèo bóng từ bên sân nhà. À, một quả đá phạt. Có mang lại bàn thắng hay không? Sút bóng. Vâng ạ, à, không chiến thắng được Hưng Hải Dương. Khoa Đăng. Cuối cùng thì Khoa Đăng cũng có bàn thắng trong trận đấu này. 3-1 cho các thủ Liên Quân. Vâng ạ. À, và chúng ta đang cùng chứng kiến một trận đấu với rất nhiều bàn thắng. 4 bàn thắng được ghi. Và các cầu thủ...
Cường Lêu. Linh Hải Dương. Nguy hiểm. Một pha đá ra ngoài khó ăn đá vào trong, nhưng Xuân Trường đã lựa chọn đá ra ngoài. Vâng ạ, có vẻ như có tình trạng các cầu thủ thành phố với tỷ số là 3-1. Và hiệp 2 bắt đầu. Ghi bàn. Đó là pha dứt điểm của Hùng Nam. Bóng đã đi vào góc xa và thủ thành Hưng Hải Dương đã kịp thời đẩy bóng. Hiệp 2 trận thi đấu này thì các cầu thủ thành phố Hải Dương đã có sự thay Khoa Đăng. Nguy hiểm. Xuân Thường. Và chạy bóng. Sút bóng. Đó là pha sút bóng của Hùng Nam, nhưng rất tiếc là trong tình huống vừa rồi thì Hùng Nam đã vẫn chưa có duyên ghi bàn. Bóng đi hết đường biên ngang, ném bóng lên cho các cầu thủ Liên Quân. Minh Ami. Vâng ạ, trong tình huống chuyền bóng thì Linh Hải Dương đã đưa bóng sửa lưng của Xuân Thường. Huy Gạo. Vẫn chưa có bàn thắng. Vào. Sau một pha luẩn quẩn